Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Hôm nay thì lại lên sóng cho anh em một con đẩy 4 kênh công suất lớn anh em nhé, công suất cực kỳ lớn đó. Và sản phẩm này thì các bác thấy rằng là thiết kế thì rất là đẹp đúng không? Thiết kế nhìn tổng thể thiết kế rất đẹp đó, nó đảm bảo được cái tính thẩm mỹ cho anh em khi mà các bác sử dụng cho dàn karaoke gia đình, kinh doanh hoặc là anh em làm sự kiện nhé, nó đều đáp ứng được hết đấy. Với công suất là 1.000W cho một kênh, 1.000W một kênh nhân 4 kênh thì các bác biết rằng là công suất nó quá là mạnh, quá lớn đúng không? Đó. Và đây thì trước mặt thì chúng ta sẽ có một cái đèn báo này. Anh em thấy rằng là cái đèn báo này thì nó sẽ báo thứ nhất là nguồn điện này. Đấy, nguồn điện nó và cái nhiệt độ này. Các bác thấy không? Đây đây là nhiệt độ nhé. Nhiệt độ thì tất cả 4 kênh nó đang là 23 độ C, 23 độ C nhé. Và khi mà chúng ta vặn lên thì nó sẽ hiển thị cái chữ dB. Anh em nhé, nó sẽ hiển thị dB. Đó, dB là âm lượng. Đó thì khi mà chúng ta vặn lên âm lượng thì nó sẽ hiển thị dB đó, cho 4 kênh là A này, B, C và D đó. Đấy là cái màn hình này nó sẽ thể hiện cho anh em là âm lượng này và nhiệt độ để các bác có thể là dễ dàng là quản lý được cái chiếc đẩy này đó. Và mặt trước thì chúng ta sẽ có hai cái đường thông gió này. Đấy, hai cái đường thông gió này nó sẽ lấy những cái không khí mát để làm mát cho hệ thống, để giúp cho anh em để sử dụng nhiều giờ để không lo lắng nhá. Đó, và tiếp theo về cái volume, anh em thấy volume thì ngoài cái việc là cái nút tròn ra thì nó sẽ cắt cho chúng ta, cắt cái cho chúng ta cái đường kiểu như là đường 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 song song đường so ne. Đấy, để khi mà chúng ta vặn này nó sẽ có cái độ ma sát. Đấy, chúng ta sẽ dễ dàng là vặn volume hơn nhá. Đó, một cái thiết kế em thấy nó rất là ok, nó rất là hay luôn. Đấy, mặt trước thì đều là mặt sơn màu đen hết. Đấy, và công tắc nguồn nó sẽ ở giữa này. Đó, công tắc nguồn. Và khi mà các bác để ý bật lên nhá, không hề, nói chung là không hề nghe được cái tiếng ồn từ cái quạt gió nó phát ra. Đấy, nó chạy cực kỳ là êm. Đấy, với trang bị là 4 quạt gió. 4 quạt gió mà chạy rất là êm luôn. Đó, một con đẩy rất là xịn sò. Rồi phía sau, em sẽ quay phía sau cho anh em xem này. Phía sau thì chúng ta sẽ có cái nữa các cái đường output. Đấy, đường output nhé anh em nhé. Đường output này chúng ta sẽ có cái đường là ra loa này bằng cọc lưu trích, hoặc anh em có thể kết nối trực tiếp dây ra loa tại đây, đỏ đen nhé. Đó, và bên này thì chúng ta cũng sẽ có đường input vào là A, B, C, D. Đấy, và đường link tương ứng với từng kênh một nhé. Chúng ta ở bên dưới này, hàng dưới này có đường link này, hàng trên này chúng ta có đường vào này. Đấy, tín hiệu vào và sau đó thì nó sẽ cho ra loa. Đó, và đặc biệt với con này thì nó sẽ có chia ra làm hai vế, vế A và vế B. Đấy, các bác tưởng tượng đấy, chia ra vế này thì để chúng ta làm gì ạ? Chúng ta có thể đánh ste, đánh pride, đánh parallel cho kênh A, kênh B. Đấy, và bên này chúng ta sẽ đánh cho kênh C, kênh D. Đó, và có chế độ chỉnh độ nhạy cho anh em luôn, có chỉnh độ nhạy nhá cho hai kênh. Đó, với công suất thì rất là lớn mà trong khi đó là trang bị quạt chạy thì rất là êm. Đấy, quạt chạy rất êm cho anh em luôn nhé. Đấy, một thiết bị phải nói là cực kỳ chất lượng. Đấy, rất rất là chất lượng cho anh em luôn ạ. Đấy, mà giá chúng em đang có những cái mức giá này rất là êm. Đấy, giá rất là yêu thương nhé. Đó, em làm nhanh con đẩy này để anh em có thể là dễ hình dung. Đó, không mất thời gian của nhiều của anh em là em đi thẳng vào vấn đề luôn. Đấy, giá em đang bán giá chỉ còn là 8 triệu 500 nghìn một con đẩy công suất 1.000W một kênh nhé. Đấy, 8 triệu rưỡi bao ship cho anh em. Đó, anh em có nhu cầu mua sắm thì nên là trực tiếp để Tuyên Vũ để được hỗ trợ nhé. Và xin chào các bác.